của robot. Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót. Yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thay tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Đôi má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa từng phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thi ha. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện kết tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, bên em đến ngày mai. Chỉ cần em thấy tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai. Gairon, tôi nói ông nghe nè, ông làm ơn nhớ giúp tôi là phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết rằng là Sammy là robot hết nha. Chỉ mỗi mình tôi với ông biết thôi đó, nhớ nha. Trời ơi, ông yên tâm, tôi hồi xưa giờ là vua bí mật mà, làm gì mà tôi đi kể cho người khác nghe được chứ. Thôi được rồi, bạn bè nhau cho nên tôi tin tưởng ông á. Nhớ á, chỉ mỗi mình tôi và ông thôi, nhớ nha. Biết rồi mà, tôi biết rồi. Cái gì? Sammy là robot sao? Gairon, tính ra tôi bảo với ông rằng là ông phải giữ bí mật chuyện này mà tại sao bây giờ Simmy lại biết hả? Thì tôi tưởng đâu là Simmy là bạn gái của tôi nên là tôi kể không sao. Ai ngờ đâu trời. Tôi thật sự rất là thất vọng về ông luôn Gairon. Trời là trời, con trai gì đâu mà nhiều chuyện dữ vậy hả? Cái chuyện tôi kêu ông giữ bí mật mà giờ Simmy biết là sao? Trời đất ơi, ông yên tâm đi. Tôi chỉ kể với đúng một mình Sim thôi. Sim sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai đúng không Sim? Ông yên tâm, tôi là một người cực kỳ kín miệng luôn, nên chuyện này tôi sẽ giữ bí mật nhất có thể, yên tâm nha. Ok, tôi hy vọng rằng là ngày mai công ty sẽ không biết chuyện này. Ok, tôi tin tưởng Sim lần này đó. Yên tâm, tôi kín. Có điện thoại nè, đợi tôi xíu nha. Nghe điện thoại à? Cá muối à? Trời ơi, cá muối tôi kể bà nghe rồi biết gì không? Thật ra Sammy chính là... Quay, bạn ơi. Bạn hứa với mình sao bạn ơi? Trời ơi, tôi xin lỗi, nhanh miệng quá. Gì cá muối? Tôi bảo là Sammy có cái đầm mới đẹp lắm. Vậy á. Thôi có gì mai tụi mình nói chuyện tiếp ha. Ok, tôi bận, xin lỗi nha. Suýt quá lường. Không tôi, sao, lại tôi lỡ thôi. Tôi tin hai người mà. Ok, tôi tin hai bạn mà. Ok, yên tâm, phải tin chứ, tất nhiên rồi. Hai bạn đáng tin cậy lắm. Ok, vừa rồi tôi thấy là hơi bị gọi là đáng tin rồi đó. Thôi được rồi, rồi. Nói chung là Simmy biết cũng không sao. Thôi, nói chung là hai người cũng là bạn thân của tôi, cho nên là bây giờ biết Sammy là robot á thì cũng bình thường thôi. Hy vọng là hai người sẽ không nói cho ai biết hết. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi phải về nhà đây. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Thế á, mới qua chơi xíu mà, ngồi chơi xíu đi. Thôi, tôi phải về nữa. Thôi rồi, Sammy. Sammy robot. Thưa chủ nhân. Đi về nhanh lên, trễ rồi. Tạm biệt Sam nha. Tạm biệt. Bye. Trời ơi, cái bà Simmy bà biết rằng Sammy là robot xong bà khoái quá trời quá đất vậy bạn. Ok, tạm biệt nha. Thôi về Sammy ơi. Vâng, thưa chủ nhân. Ok, tôi tin tưởng lần này nha. Yên tâm, bạn yên tâm, mình không kể cho ai nghe nữa đâu, yên tâm. Khi nào ngày mai lên công ty, cả công ty biết không ta? Lâu quá. Không bao giờ kể cho ai đâu. Rồi ok, thôi, về nhà. Trời ơi, làm việc mệt quá, ngày nào cũng phải gọi deadline, chán ghê luôn á trời. Mà từ nãy giờ mới trôi được có 2 tiếng thôi hả ta? Làm việc từ lúc 6 giờ mà bây giờ mới có 8 giờ thôi hả? Hình như là đến khoảng là 12 giờ trưa mới được đi ăn trưa lận. Trời ơi, mệt quá à. Thôi cố gắng làm việc thôi, giờ biết sao. Ây dô, hello mọi người. Trời đất ơi, mọi người đang làm gì vậy? Thôi, hôm nay giới thiệu cho mọi người biết nè. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt luôn. Đó chính là hôm nay là sinh nhật tôi. Thôi, hôm nay nha, tôi đã tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng, to gấp 10 lần bữa tiệc hôm trước luôn đó mọi người. Hôm nay nha, tôi mời luôn đầu bếp từ bên Dubai về nấu ăn ngon nè. Xong tôi còn mời quá trời đất ca sĩ về hát này cho mọi người nghe đó. Mọi người chỉ cần có mặt thôi là sẽ được gọi là vui
rẻ hết cỡ luôn, không cần quà cáp gì hết. À quên, mọi người cũng đâu có tiền đâu mà mua quà đúng không? Không cần, không cần, không cần. Mọi người chỉ tới là được rồi. Wow, cái gì? Hôm nay là sinh nhật của Dịch á. Trời ơi, nghe có vẻ vui quá vậy ta. Được, được, hôm nay chắc chắn tôi sẽ tới mà. À, mọi người ơi, mọi người, hôm nay là sinh nhật của Dịch nè. Mọi người nhớ chuẩn bị quà cho Dịch nha. Mọi người ơi. Ủa? Mọi người ơi. Ủa sao mọi người không nói gì đơn vậy? Mọi người. Ủa cái gì kỳ vậy? Hôm nay là Dịch là mời mọi người đi ăn sinh nhật mà sao mọi người im lặng vậy mọi người? Ủa? Cam ơi. Cam ơi. Hả? Hôm nay á Cam ơi là sinh nhật của Dịch kìa, Dịch mới vừa mời bọn mình đi ăn sinh nhật kìa, sao bà không nói gì vậy? Ủa? Sao vậy? Sao tự nhiên tỏ thái độ gọi là giống như là đang không quan tâm vậy? Ủa? Ai, chẳng lẽ là bây giờ mọi người vẫn còn giận nhau sao? Ai, tôi riết rồi, tôi không biết là cái team này có còn phải là một team nữa hay không đây. Suốt ngày giận nhau hoài à. Mọi người ơi, mọi người. Ai, sao không ai nói gì hết ta? Ủa? Sao mấy cái người này kỳ vậy ta? Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn sinh nhật tôi mà. Trời ơi, tôi nhiều tiền lắm, tôi không cần mọi người tặng quà gì hết trơn đâu. Đến ăn bên phí cái đồ bên Dubai nè. Xong rồi còn được nghe ca sĩ hát nè. Ủa sao mấy người này kỳ vậy? Thôi Dịch ơi, Dịch, ông bình tĩnh. Trời ơi, chắc là mọi người đang bận làm việc á mà. Ông yên tâm đi, chiều nay chắc chắn tôi sẽ đến ăn sinh nhật của ông ha. Vui lên nha. Vui cái gì mà vui, trời ơi. Ông nhìn ông, tôi đường đường là một bậc doanh nhân, lại còn là một người giàu nữa. Mời mấy người đi ăn, mấy người không trả lời gì hết cho luôn á. Đã thế nè, tôi đã thèm mời mấy người nữa. Tí nữa tôi đi mời Ronaldo nè, tôi mời Messi nè, tôi mời Justin Bieber đến ăn sinh nhật tôi. Không thèm mời mấy người nữa, tôi mời toàn người giàu đến cho mấy người tức trời. Đi về luôn. Ê, Dịch, Dịch ơi. Ê, trời ơi, lại giận nhau nữa rồi. Ai, suốt ngày cứ cãi nhau như thế này, riết cái team này ấy, chắc chắn sẽ có ngày tan rã mà thôi. Ai, mà mọi người à, tại sao mọi người lại im lặng vậy hả? Tính ra là ông Dịch, ông chỉ muốn mời sinh nhật mọi người thôi mà. Sao mà mọi người vô tâm quá vậy? Tôi biết là ông Dịch, ông có lỗi, nhưng mà ít nhất cũng phải chúc mừng sinh nhật ổng một câu chứ. Ủa, ông không nghe ông nói gì à? Ông bà tụi mình nhà nghèo, không cần phải mua quà đâu, đấy vẫn là khinh tụi mình chứ còn gì nữa. Làm gì phải đi sinh nhật ổng? Ủa? Ừ thì tôi biết rằng là ổng nói vậy thì cũng hơi quá đáng thiệt á. Nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của ổng mà. Thôi nói chung là mọi người không muốn đi thì thôi. Thôi thì chiều nay thì tôi vẫn đến sinh nhật của ổng. Chán ghê á trời. Ôi trời ơi, nhà xa công ty quá cho nên là mỗi lần đi làm về là phải đi bộ mỗi chân gì đâu luôn trời. Việt Nam, ai xin bắt người quốc. Ủa gì vậy? Ê trời ơi, ủa Phong, ông đi đâu vậy? Ủa mất cái Dịch, ôi trời ơi, cái gì đâu mà tàn siêu xe Lamborghini không vậy? Wow, trời ơi đẹp quá. Đi đâu vậy mà đi bộ vậy? À, tôi mới vừa gọi là đi từ trong công ty về mà. Tại vì là nhà tôi hơi xa công ty á, cho nên là đi bộ về nó hơi lâu. Không gì đâu. Trời ơi, nói bao lần rồi, mua luôn cái nhà cạnh công ty đi cho gần không nghe. Trời ơi, tôi đâu có nhà giàu như ông đâu mà mua nhà cạnh công ty. Trời ơi, tào lao quá. Ủa nhưng mà hôm nay ông đi chơi chung với bạn ông hả? Trời, bạn ông tàn đại gia không vậy? Đi xe Lamborghini được luôn nè. Trời ơi, mấy người này toàn bạn tôi không á. Ê, hay là bây giờ ông đang đi bộ về á, nhà thì cũng còn xa, hay là cần tôi cho quà giang không? Em vậy Hiền hả? Ơi, ôi bạn Hiền, ủa làm gì mà nói chuyện lâu quá vậy, đây là ai vậy? Từ, đây là bạn tôi nè, trời ơi, ông làm cùng công ty mà nhà nghèo lắm. Nói okay. Gì vậy Dịch, trời ơi, chào hai bạn nha, tôi là Phong Cận. Ủa Dịch, hồi nãy ông bảo là ông muốn cho tôi quá gian về nhà hả? Cảm ơn ông nha. Ừ, đúng rồi, trời ơi, đi. Bây giờ nhà xa, không có gian đi. Ok, đi. Trời ơi, còn lâu, đi đâu. Tôi chỉ nói dỡ đâu vậy thôi, chứ hôm nay tôi bận đi chơi với cả mấy người bạn giàu có rồi. Nhưng mà ông theo, bây giờ ông vừa cùi bắp, vừa trông còn xấu xí như kia rồi. Người ta cười thôi sao, tôi nói dỡ mà ông tin nữa. Nhà nghèo tưởng ghê, nhà nghèo đòi chơi gì vậy đại gia. Chính là chọc tôi không tin á. Thôi đi ông ơi, có thời gian quá. Đi, mọi người đang chờ mình kìa. Đó, đi thôi. Nhưng như vàng. Ủa cái gì mà tự nhiên không rủ tôi lên xe chở tôi về, xong bây giờ nói tôi này nọ, xong rồi bỏ đi là sao vậy ông Dịch này? Trời ơi, cái tên Mr. Dịch này, rất là nhiều lần mình đã tha thứ cho cậu ta, vậy mà bây giờ cậu ta dám sỉ nhục mình trước mặt những người bạn của cậu ấy, không thể nào chấp nhận được mà, đáng ghét, tức quá mà. Thôi mặc kệ cậu ta đi, về nhà. Happy birthday to you. Ai, trời ơi,
cuối cùng thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bao nhiêu là món ngon nấu từ tận bên Dubai mang về đây luôn á. Bây giờ á, chỉ cần ngồi chờ một lúc nữa, những người bạn đại gia của mình tới nữa là đủ một cái mâm tiệc thịt soạn vui vẻ ngày hôm nay rồi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ai trời ơi, đợi chờ muốn chết luôn á trời. Kỳ vậy ta, sao nãy giờ ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ mà mọi người sao không tới nữa trời. Bực mình ghê luôn á. Hay là mình thử gọi xem mọi người đang làm gì ta. Alo. Alo, alo, người bạn đại gia của tôi ơi, cậu đâu rồi? Ủa hôm nay sinh nhật tôi mà cậu không tới hả? Trời ơi, cái gì mà sinh nhật nữa bạn ơi. Thôi bạn cứ ăn một mình đi. Tôi là giờ tôi bận đi chơi với lại mấy bạn đại gia khác rồi. Đấy, không có chơi với mấy người mà đại gia nửa mùa cho bạn đâu. Thôi tôi đi chơi tiếp đây, tạm biệt bạn nha. Alo, alo, ủa cái gì kỳ ta? Ủa, sao chưa nói hết câu mà nó cúp mấy cái rụp vậy trời. Bạn mày kỳ dữ vậy. Hay, không sao, gọi người khác. À, đây rồi. Alo. Alo, ai vậy? Alo, ôi, trời ơi, người bạn giám đốc của tôi ơi. Hôm nay tôi gọi cậu đến ăn sinh nhật tôi mà cậu bận cái gì sáng giờ chưa tới nữa. Đồ ăn nguội hết trơn rồi nè. Sinh nhật hả? Sinh nhật hả? Ôi bạn ơi, nhưng mà hôm nay mình bận làm việc khác rồi quan trọng hơn. Nên thôi có gì mình gửi tiền cho bạn sao ha. Thôi cúp máy ha. Thôi sinh nhật mà mình có việc bận mà nhận tiền trở đi. Xíu nữa mình chuyển khoản sao ha. Thôi bye bye nha. Alo. Alo. Ủa sao lại gửi tiền trời, trời tôi thiếu được tiền đâu trời. Thôi, mà công việc hợp đồng công ký hôm nay thì mai ký cả năm trời cái ngày sinh nhật của tôi nữa mà trời. Ôi mấy người này kỳ ghê trời. Ai, trời ơi. Vậy là năm nay tôi lại ăn sinh nhật một mình nữa rồi hả? Ồ, không ai đến với tôi hết hả? Cô đơn dữ vậy trời. Ai. Hey, ông không cô đơn đâu Dịch à. Ủa, mọi người đến dự sinh nhật tôi đó hả? Đúng rồi, tôi đến để dự sinh nhật của ông nè. Ủa, mọi người không giận tôi hả? Chúng ta là anh em tốt mà, làm sao mà tôi giận ông được. Chúc mừng sinh nhật ông nha Dịch. Mọi người làm tôi cảm động quá. Hey, tính ra là hôm nay là sinh nhật của ông. Ông đã mời bọn tôi rồi thì tất nhiên bọn tôi phải tới chứ. Trời ơi, ăn sinh nhật mà ăn một mình như thế này là không có vui đâu nha. Trời ơi, vậy là tôi sẽ không phải ăn sinh nhật một mình nữa rồi. Mà tôi nói mọi người như vậy, mọi người không nhận tôi hả? Ai, làm sao mà giận ông được. Như Siro đã nói rồi đó, chúng ta là anh em tốt mà. Dù ông có như thế nào thì tôi cũng sẽ tha lỗi cho ông thôi. Ủa vậy thì tốt quá rồi. Vậy là tôi thì không phải ăn sinh nhật một mình nữa rồi. Ôi mọi người ơi, bây giờ đồ ăn vẫn đang còn nè. Mọi người dự tiệc sinh nhật chung vui với tôi nghe. Nào mọi người ơi, chúng ta cùng nhau nhập tiệc nào. Hey, chúc mừng sinh nhật Dịch nha. Vô. Hey, ui trời tạnh mưa luôn kìa mọi người. Ê, như vậy là khỏi cần phải dùng dù che nữa rồi. Hay. Ai, trời ơi, mọi người nhìn này, ở đây á rất nhiều đồ ăn luôn, mà toàn đồ ăn từ Dubai luôn á mọi người. Mọi người nếm thử đi. Dạ, tôi nói ông nghe nè, tôi biết là đồ ăn ngon rồi, không phải khoe nữa. Lần trước ông khoe tôi bực mình lắm rồi nha, giờ khoe đó hả? Con mất. Tính ra nên kể mấy món này bên Dubai, còn món này bên Nhật Bản này thôi không kể nữa, bên chuyển qua. Ê, có món này cá từ Chicago này, hôm nay mới nhập về á, mắc lắm luôn. Ê, thôi mọi người ơi. Tụi mình về đi mọi người. Ông khoe hoài thôi về đi. Rồi mọi người ăn đi, tôi không giới thiệu nữa được cái gì. Vô ngồi nào, trời giới thiệu hoài bực bội quá. Ôi
hôm nay là sinh nhật của Dịch cho nên là bọn tôi đến đây là có đem quà cho Dịch đó nha. Có quà hả? Ủa sao mọi người nghe không cần ý lâu? À sao bảo mọi người không cần cầm quà mà ta? Trời ơi, sinh nhật phải có quà chứ. Bây giờ mọi người cùng nhau lấy quà ra nào. Đây đây, để tôi lấy quà tặng cho ông nè. Ra ngoài đây tặng quà mọi người ơi. Đây. Quà đâu? Đây, quà của tôi đây. Đầu tiên là hộp quà màu xanh của tôi. Đó, giờ ông mở quà đi. Ôi, hộp quà màu xanh luôn. Ê, tính ra là ông tặng hộp quà cho cái màu của ông luôn hả? Đúng rồi, quà bên trong hơi bị đặc biệt luôn nha. Mở đi. Ôi, hộp chứ ta, tính ra là mình nhận được bao nhiêu quà sáng rồi mà tính ra là món quà này là món quà mà tôi được nhận trực tiếp luôn đó chứ sáng rồi toàn chuyển khoản không à. Thế thử mà các ấy cha ui à, đẹp không ông đeo thử đi, mặt nạ hacker. Trời ơi, nhìn cái đẹp trai liền luôn á trời. Ôi ông đeo mặt nạ nhìn đẹp trai ghê. Nhìn tôi đẹp trai hả? Đẹp mà. Thôi được rồi, tưởng quay to nhưng mà cái này không sao, tình cảm chính tình cảm. Ok rồi, còn ai nữa không? Có ai cũng vào không? Ai? Đây, món quà của tôi nè. Đó. Nana. Quà của mèo xinh đi. Quà của mèo xinh đi. Quà của mèo xinh đi. Tôi tự làm á. Ủa gì vậy? Ôi con gấu bông hả? Tự làm á. Đây là bé gấu teddy mà tôi tự may á, tôi tặng cho ông á. Wow, dễ thương quá ta. Người bảy giờ mới có người nói tự may. Chứ mấy giờ mấy con gấu mấy chục ngàn đô tôi toàn mua không ạ. Ok, thank you nha. Ok, rồi tiếp theo là Camui đi. Đây. Cái món quà này của tôi á, đối với tôi là cực kỳ quý giá luôn. Tôi quý ông lắm thì tôi mới tặng cho ông á. Nè. Ồ, hộp quà màu xanh. Cái hộp căng thẳng như thế. Hơi bị gọi là san sẻ, hơi bị đẹp, hơi bị gòn đấy. Ủa gì cà rốt hả? Đúng rồi ha, quên mất, nhà của Camui là gọi là bán gì ta, trái cây rau củ bạn ơi, tặng cà rốt là đúng rồi. Ơi, tính ra tôi đâu biết nấu ăn đâu mà tặng tôi cà rốt chi trời. Thôi rồi, đây quà sinh nhật của tôi. Tôi về nhà tôi tự nhai hết, đúng rồi, được rồi, tôi hứa tôi sẽ nhai hết. Ok rồi. Còn đây là quà của tôi nè, quà của tôi á là mặc dù là nó không có ba đáng bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà tôi mong là đây là cái hành ý là tôi tặng ông có thể nhận. Một hộp quà màu đen. Thôi mà có con iPhone 13 Pro Max không ta? Ơi, ông mở ra đi. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, Siro, ông tặng gì mà ông tặng trong dịch cây súng vậy? Trời ơi, nguy hiểm. Trời ơi, cái này súng nước thôi à. À, hả gì? Cây súng nước hả? Trời ơi, làm tôi giật hết mình, tưởng ông tặng cây súng chứ, trời ơi. Rồi, không được, cái súng không được dùng cái này nha. Đi tắm mang vô phòng toát, đừng bắn hả? Trời ơi, cái cây súng nước này mình dùng để mình bắn ruồi mũi trong cháu được á, dịch, ok. Rồi, còn ai đó, còn quà, à, có con Sam nè. Sam tặng quà. Đây là món quà mà tôi tự làm luôn nha. Đó, đây. Món quà tự làm. Nhiều quà tự làm vậy. Món quà tự làm luôn hả? Ủa, ghê dữ vậy ta. Ủa. Đó, bông hồng này là nhà tôi có chồng này, tôi còn có đành tặng cho ông. Wow, thơm lắm nha. Một bông hồng em dành tặng cô. Một bài ca em hát riêng tặng thầy. Sao tôi cảm giác tôi giống thầy giáo ta? Nghe nó hơi sai ta. À không, chỉ có cô giáo mới được nhận hoa hay dịch ạ? Dịch là cô giáo. Không, trời thầy giáo được nhận hoa chứ bộ. Thôi rồi, okay. Tính là tôi đâu có thiếu hoa đâu nhưng mà. Thôi được rồi, đây là món quà của Sam tặng. Rồi, tôi sẽ okay. Lưu giữ và tôi sẽ trồng nó ở trong vườn nhà tôi. Rồi, tiếp theo nữa là Mimi. Rồi, tặng quà đi Mimi. Ok, hộp quà Mimi là hộp quà màu hồng nha. Hơi bị đẹp. Hộp quà màu hồng hả? Trông kỳ bí quá ta. Thôi, để mà coi. Ủa, what? Có gì ạ? Ui, tiền. Ủa? Wow. Trời ơi, tặng tiền nha. Ủa mà khoan từ, tính ra nhà ông Dịch, ông giàu rồi tặng tiền thêm cũng đâu được vậy ta. Gì kỳ vậy? Đây đâu phải là tiền đâu ba, nhìn kia coi. Đây là mấy cái đồng xu để đi chơi vô trung tâm thương mại luôn á trời. Ủa khoan, hình như cái này là mấy cái đồng xu mà kẹo sô cô la bên trong có sô cô la. Sô cô la. Cái này là vừa trang trí được nè, còn vừa ăn được luôn nè, ghê đúng rồi. Rồi, bên trong đồng tiền có sô cô la nè. Mấy bạn nào có biết mà mấy cái đồng tiền mà bằng vàng bên trong nó có sô cô la, bạn biết không? Mấy bạn biết hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok. Rồi quá trời quà ăn rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau. Mà tính ra hồi nãy trời tối mà chúng ta tặng quà xong đến sáng luôn mọi người. Sáng luôn hả? Đi sinh nhật xuyên đêm luôn mọi người. Trời ơi, không thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi vô bàn nhập tiệc nè anh em, ngồi vô. Đồ ăn nguội hết rồi nè trời ơi. Ok. Ủa mà khoan, mọi người ơi, hình như là tôi thấy bữa tiệc hôm nay thiếu thiếu gì thì phải á. Ủa, Simi? Hả? Cái đó đâu rồi? Cái hả? Cái bảo cái không có tới được nên hôm nay thiếu cái. Ủa, trời ơi, chẳng lẽ là Kairon vẫn còn giận Mr. Dịch sao? Tôi không biết nữa.
Chiron không đến hả? Chắc là cũng đúng thôi. Bởi vì hôm bữa tôi lỡ kiêu căng, tôi lỡ kiêu ngạo lớn tiếng ở công ty quá. Hồi ai người ta chịu nổi. Hey, không biết bao giờ anh em chúng ta mới vui vẻ được như ngày xưa đây. Nếu như mà tôi được gặp lại Chiron đó, có lẽ là tôi sẽ xin lỗi Chiron và sẽ mong là mọi người sẽ thân thiết trở lại á. Tôi tới rồi đây. Ủa? Ui, Chiron kìa mọi người. À. Chiron. Trời ơi, tôi tưởng là ông không tới luôn chứ Chiron. Ai vậy đó, ông vẫn tới hả? Trời, làm sao mà không tới được? Hôm nay là sinh nhật của Mr. Dịch mà. Vậy thì vui quá rồi. Ủa rồi ông Dịch đâu rồi? Ông Dịch đâu? Ông trốn đâu rồi? Ra nhanh lên. Hồi nãy mới kêu rồi người ta. Cái xin lỗi người ta. Nhắc cái mà tới luôn lẹ vậy. Ơi, hồi nãy hứa xin lỗi người ta, giờ ra xin lỗi cho anh em tốt thân thiết lại nhau nào. Nhanh lên ra đây. Đây. Xin lỗi. Ngại cái gì mà ngại? Gì mắc cỡ gì nữa trời. Xin lỗi nhau đi. Ủa cái đó hả? Thì tôi cảm ơn ông vì ông đã đến dự sinh nhật của tôi. Với cả hôm bữa tôi hơi có lỡ lời quá, tôi không cố ý đâu. Tại cái tánh tôi từ đó đến giờ ấy, ở trong nhà giàu quen rồi, nên là đi đâu cũng nghĩ rằng mọi người đều thua kém mình á, chứ tôi không cố ý đâu. Tôi chỗ gì cho tôi xin lỗi nha. Hả? Ông nói tôi sao tôi chưa nghe rõ? Hả? Tôi nói là cho tôi xin lỗi nha. Ôi, xin lỗi rồi nha. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng không có giận ông đâu. Bởi vì chúng ta là anh em tốt mà đúng không nào? Đúng vậy, đúng, anh em chúng đúng, ta là anh em tốt mà. Đúng rồi. Thôi được rồi, vậy bây giờ anh em chúng ta hết giận nhau rồi nha. Anh em vui vẻ trở lại rồi. Còn bây giờ thì còn chừng trời ơi nào tôi đói bụng lắm rồi đó. Vô ăn sinh nhật thôi. Trời ơi, vui quá bạn ơi. Vậy là bây giờ anh em tốt đã không còn giận nhau nữa rồi. Phải như vậy thì tình bạn mới mãi mãi bền vững được chứ. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau nhập tiệc thế nào. Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Đôi má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai.